Chúa, thứ ba sau Chủ nhật thứ 11 thường niên, ngày 14 tháng 6 năm 2022. Ngày 14 tháng 6 năm 2022. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ ba chúng ta nhớ đến các bệnh nhân, bệnh thân xác, bệnh tâm hồn. Nhất là những người mắc những căn bệnh nan y, bị ma quỷ sử giữ khống chế, bị tâm thần, bị ung thư, trầm cảm, tự kỷ, tai biến. Những người bị nhiễm COVID và đang bị hậu quả của COVID, đó là không có người thấy hoặc không nếm được, hoặc đang bị ho triền miên. Xin Chúa cho được gặp thầy gặp thuốc, được mau bình phục, được ơn chữa lành, để vinh danh quyền năng lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa. Thứ ba sau Chủ nhật thứ 11 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn, Chức sách các vua quyển thứ nhất, chương 21 câu 17 đến câu 29. Bài Chức sách các vua quyển thứ nhất. Có lời Đức Chúa phán với ông Elia người Tít-be rằng: Người hãy đứng dậy xuống gặp A-kháp vua Israel ở Samari. Này, nó đang ở trong vườn nho của Na-vốt, vì nó đã xuống chiếm đoạt vườn nho ấy. Người hãy nói với nó rằng: Đức Chúa phán thế này, người đã giết hại lại còn chiếm đoạt nữa ư? Người hãy nói với nó: Đức Chúa phán thế này, tại chính nơi chó đã liếm máu Na-vốt thì chó cũng sẽ liếm máu người. Vua Khắp nói với ông Elia: Hỡi kẻ thù của ta, người đã bắt được ta. Ông đáp: Tôi đã bắt được ngài làm điều giữ trái mắt Đức Chúa. Người phán: Này, ta sẽ giáng tai họa xuống trên ngươi. Ta sẽ xóa sạch hậu duệ của ngươi. Ta sẽ tiêu diệt các đàn ông con trai của A-kháp trong Israel đang bị ràng buộc hay được tự do. Ta sẽ làm cho nhà ngươi nên như nhà Gia-rốp-am con của Nơ-vát và như bà Ba-sa con của A-khi-gia, vì ngươi đã chọc giận ta và đã làm cho Israel phạm tội. Đức Chúa cũng tuyên án phạt Isaven rằng: Chó sẽ ăn thịt Isaven trong cánh đồng Gitreen. Kẻ nào thuộc về A-kháp mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt. Người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thây. Thật không hề có ai như vua A-kháp đã liều lĩnh làm điều giữ trái mắt Đức Chúa, vì bị hoàng hậu Isaven xúi dục. Vua sẽ làm chuyện rất ghê tởm là đi theo các tượng thần như dân Emori, những kẻ Đức Chúa đã đuổi khuất mắt con cái Israel. Khi nghe những lời ấy, vua A-kháp xéo mình ra, khoác áo vải bố bám sát vào thịt ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não. Bây giờ có lời Đức Chúa phán với ông Elia người Tít-be rằng: Người có thấy A-kháp đã hạ mình trước mặt ta thế nào không? Vì nó đã hạ mình trước mặt ta, nên ta sẽ không giáng họa trong buổi sinh thời của nó, nhưng đến đời con nó, ta sẽ giáng họa xuống nhà nó. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Lạy Chúa, xin rũ lòng xót thương vì chúng con đắc tội với ngài. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mơ lượng hái hà xoa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều giữ trái mắt ngài. Xin ngoảnh mạch đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy Thiên Chúa, con thờ là Thiên Chúa cứu độ, xin tha chết cho con sẽ tung hô ngài công chính. Alleluia, alleluia. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Hallelujah.
Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 5 câu 43 đến câu 48. Matthew 5 43 đến 48. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em đứng ngự trên trời. Vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả những người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta nghe tiếp câu chuyện của Akhab và Na-vốt. Hôm qua chúng ta đã cảm thấy phẫn nộ khi mà thấy Akhab chiếm vườn nho của Na-vốt để chỉ làm cái vườn rau. Mà muốn chiếm được cái đó không được, thì hoàng hậu mới bày trò. Hoàng hậu Isabel mới bày trò là cứ để cho tôi. Bày trò là bỏ vạ cáo gian, tố cáo Na-vốt là nói lời phạm thượng đến Đức Chúa và Đức Vua, rồi bị ném đá. Và khi ném đá chết, hoàng hậu nói Akhab đến chiếm cái vườn nho của Na-vốt đi. Và nhà vua đã làm như thế. Tưởng như vậy là xong, ngon rồi. Ta phạm tội gọi là cướp của giết người, tội nặng đấy. Nhưng mà vì là vua, những người có quyền, họ làm sai chẳng ai dám nói, họ làm lỗi chẳng ai dám sửa, họ phạm tội chẳng bị xử phạt, vì họ có quyền. Thế gian này là như thế đấy. Ngay cả trong đời sống đạo đức, ngay cả trong đạo của chúng ta cũng thế. Mình cũng dễ gặp những trường hợp như thế. Những người có chức có quyền nói sao cũng được, làm gì cũng được. Còn người thấp cổ bé miệng, dân nghèo, dân đen, làm cái gì cũng sợ, làm cái gì cũng bị mắc lỗi, cũng bị theo luật thì thế này, theo luật thì thế kia. Còn những người có quyền thì trên lề luật, ra lề luật, nhưng không giữ luật. Nó là như thế đấy, thưa anh chị em. Cho nên nó mới nói là công lý nằm trên đầu súng. Trên đầu súng thì họ nắm công lý. Họ bảo đúng là đúng, bỏ sai là sai. Nếu mà cãi là phạt. Xong. Như Na-vốt bảo đưa vườn nho, kiểu bây giờ bảo muốn vừa khóc vừa đưa hay vừa cười vừa đưa. Vậy đó. Na-vốt nhất định không. Và Na-vốt đã phải chết. Chống lại, giống như châu chấu đá xe thôi, trứng chọi với đá thôi. Có lúc mình trước cái quyền lực của sự giữ như vậy, Chúa nói mình đừng có chống lại họ làm cái gì. Thôi, cứ để họ làm gì thì làm, còn đó giữa ta với họ. Chúa nói với Faustina, cứ để những người chống phá công cuộc lòng thương xót Chúa đi, còn đó giữa ta với họ. Và Akhab là tấm gương cho chúng ta noi theo đấy. Đừng đi vào con đường đó. Đừng đi vào con đường đó, còn đó giữa ta với họ. Còn đó giữa Thiên Chúa với những người chống lại ý định của Thiên Chúa, chống lại công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa.
Ta cứ tưởng mình dùng quyền, mình thắng. Ta cứ tưởng mình dùng quyền, mình muốn làm gì thì làm. Được thôi, không có sao. Được, muốn làm gì cứ làm. Chúa nói cứ để họ làm gì, mặc họ. Rồi họ sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa. Họ phải trả lẽ trước mặt Chúa, không đời họ thì còn cái họ. Và chuyện đã xảy ra. Chuyện đã xảy ra là Đức Chúa nói với ông Elia gặp Ahab và bảo rằng là người đã giết hại lại còn chiếm đoạt ư? Đã cướp của còn giết người ư? Cướp của người ta thì thôi đi, còn giết người nữa. Giết người để mà cướp của. Bây giờ nhiều chuyện nó xảy ra lắm. Có khi chỉ vì có một cái dây chuyền vàng thôi mà cũng bóp cổ để giết người và lấy ra dây chuyền vàng. Có khi chỉ vì mấy chục ngàn thôi, đi chơi game về rồi xin tiền bà không cho, rồi giết bà, lấy một cái chỉ vàng thôi, với lại mấy chục ngàn thôi mà giết người bà của mình, bà nội bà ngoại gì đó. Có khi chỉ vì không, những chuyện không đáng gì mà trong cơn tức giận người ta cũng có thể giết nhau một cách dễ dàng. Hoặc là rượu vào lời ra, lời qua tiếng lại, rồi xô xát, đám cưới trở thành đám tang. Chuyện nó xảy ra quá nhiều. Cho nên khi mà chúng tôi lấy chủ đề là bước đi trong thương xót, anh em chúng tôi cũng cầu nguyện. Giờ chủ đề của giáo hội là hiệp hành, hướng đến một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia sứ vụ. Và hiệp hành là lối sống của hội thánh. Hiệp hành là gì? Hiệp hành là hành hiệp. Muốn hành hiệp thì phải bước đi. Bước đi để làm những chuyện tốt lành. Mà muốn bước đi để làm những chuyện tốt lành thì chỉ có bước đi trong thương xót. Không có đời nào khác. Chỉ có bước đi trong thương xót mới không làm câu chuyện như là đốn mặt như Ahab. Không làm câu chuyện tội ác tày trời như là hoàng hậu Isabel. Nếu không bước đi trong thương xót thì cái gì người ta cũng có thể làm. Ngoài đời người ta đã như thế mà trong đạo cũng nhiều khi cũng xử với nhau cũng ghê gớm lắm thưa anh chị em. Mà mặc lấy những hình thức rất đạo đức. Mà Chúa nói người ta làm những chuyện đó mà nói rằng là vinh danh Chúa mà làm chuyện đó. Nhân danh Chúa mà làm chuyện đó. Đáng sợ lắm. Nhưng anh chị em nhớ, Chúa là đấng giàu lòng thương xót nhưng cũng rất công bằng, đầy quyền năng. Nếu mình muốn thực thi công lý thì phải có quyền, có sức mạnh mới thực thi công lý được. Nhu nhược, yếu ớt, nhát đảm làm sao thực hiện được công lý. Cho nên đấng đầy quyền năng thì thực thi sự công bằng, đem công lý đến. Không có công bằng làm sao có bác ái. Công bằng đã rồi mới bác ái được. Mà công bằng là một hình thức của bác ái, để không thiệt hại người khác, không làm cho người mà yếu kém bị thua thiệt. Đó là bác ái chứ còn gì nữa. Sự công bằng là cái bác ái. Còn hơn thế nữa, Chúa là đấng đầy quyền năng. Cho nên là thưa anh chị em và các bạn, nhìn vào lịch sử thế giới đi, những kẻ ác, những bạo chúa, những tay tài phiệt, những tay phát xít, những tay độc tài, bây giờ còn ai nữa không? Con cháu họ bây giờ ra sao không biết rồi đó. Thế không ạ? Lúc sinh thời họ hét ra lửa, lúc sinh thời họ muốn gì cũng được, bảo sống thì sống, bắt chết thì phải chết thôi. Mà họ có thể giết cả triệu triệu người. Như vua Ahab thôi. Đi xâm chiếm hết nước này đến nước kia, bao nhiêu vườn nho của Na-vốt đã bị họ chiếm hết, đã bị dưới gót giày của họ hết. Họ dùng quyền lực, sức mạnh quân sự chiếm đoạt hết tất cả. Nhưng mà bây giờ hậu quả là cái gì, kết quả là cái gì, còn ai tồn tại không? Không hề. Những quốc gia, những thứ tưởng rằng là bá chủ thế giới, những người với những chủ nghĩa này chủ nghĩa kia tưởng là
bao trùm cả toàn cầu này với những cuộc cách mạng vĩ đại, bây giờ còn ai sống sót không? Còn ai được tôn vinh nữa không? Và còn ai gọi là vĩnh cửu, đời đời bất diệt nữa không? Tiêu hết rồi. Thành thiên cổ hết rồi, cũng lại là một nắm cho tàn. Và con cháu họ cũng chẳng khá hơn gì như là A-Kháp. Ngươi nói với nó rằng, tại chính nơi chó đã liếm máu Na-vốt thì chó cũng sẽ liếm máu ngươi. Gieo cái gì thì gặt cái đó. Gieo gió thì gặt bão. Tất nhiên là như vậy. Bao giờ thì không biết, như thế nào thì không biết, nhưng mà tại chính nơi mà chó liếm máu của Na-vốt, vì Na-vốt bị ném đá chết, máu đổ ra cho đến liếm máu, thì cũng chính nơi đó A-Kháp cũng sẽ, chó cũng liếm máu người như vậy. Ta sẽ giáng tai họa xuống trên ngươi, xóa sạch hậu duệ ngươi, tiêu diệt đàn ông con trai của A-Kháp trong Israel đang bị ràng buộc hay tự do. Ngươi đã chọc giận ta và đã làm cho Israel phạm tội. Không những là chọc giận Thiên Chúa mà còn làm cho người dân Israel phạm tội, vì bắt những thân hào nhân sĩ làm chuyện bỏ vạ cáo gian để giết hại Na-vốt. Không những mình phạm tội mà mình còn xúi, còn bắt, còn lôi, còn kéo những người khác phạm tội đồng phạm với mình nữa. Những người có chức có quyền mà, đâu phải họ phạm tội một mình đâu. Hai mày ra kia xử nó cho tao. Đi ra xử đẹp. Nó đang nói cho nó im miệng đi. Đàn em chạy quá cờ đi xử thịt, bắn, giết đồng phạm hết. Người ta có quyền mà. Bây giờ không đi thì đi hay không? Đi không? Đi đi. Không đi thì xử nó luôn đi. Súng đâu rồi? Thổi một phát. Đấy. Thưa anh chị em, Đức Chúa cũng tuyên phạt Hoàng hậu Isabel là chó sẽ ăn thịt Isabel trong cánh đồng Gít-rơ-en. Chó ăn thịt Hoàng hậu Isabel trong cánh đồng Gít-rơ-en. Kẻ nào thuộc về A-Kháp mà chết trong thành bị chó ăn thịt, người chết ngoài đồng bị chim trời rỉa thây. Thưa anh chị em và các bạn, đừng giỡn mặt với Chúa. Đừng tưởng rằng lưới trời lồng thưa nhưng mà lồng lộng, khó lọt lắm. Khó lọt lắm. Gieo gió thế nào cũng gặt bão. Vậy thì sao không gieo những điều thiện, điều ngay, điều lành để gặt những lòng thương xót? Sao không gieo lòng thương xót để gặt lòng xót thương? Sao lại cứ gieo tiếng xấu để mà làm cho những người xấu ấy, mình nói xấu người khác, họ đã xấu chưa? Chưa, nhưng mà mình đã xấu rồi. Mình đã xấu rồi. Tôi gặp một chị, cứ suốt ngày gặp tôi là đi nói xấu với người giám đốc của mình. Tại sao chị đã làm dưới quyền của anh, của ngài mà tại sao cứ đi nói xấu ngài chi vậy? Và họ đã nói xấu người khác trước mặt mình thì họ cũng sẽ nói xấu mình với người khác. Có khi nói xấu mình với giám đốc không chừng nữa. Cho nên những con người đó không chơi được. Những người đó không chơi được. Họ đi gieo sự chia rẽ, sự ganh tị, sự đố kỵ. Rồi cờ đến tay thì phất. Có gì mà cờ đến tay thì phất, thưa anh chị em. Chúa trao cho nhiệm vụ, Chúa trao cho việc thì lo mà làm thôi. Trao cho đồng xu, 2 đồng, 3 đồng, 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, có đáng gì, có hơn nhau gì đâu. Cho nhiều thì đòi nhiều, cho ít thì đòi ít. Chúa công bằng vô cùng. Cho đến ngày hôm nay anh được mọi sự, nhưng mà ông Phú Hộ cuối cuộc đời, cả đời con đã được mọi sự rồi, bây giờ một giọt nước cũng không có. Còn người nghèo Lazaro nằm trước cửa nhà con, muốn ăn miếng cơm thừa rơi xuống cũng không có, thì bây giờ đang được ngồi trong lòng Abraham hưởng hạnh phúc đời đời. Chúa công bằng vô cùng.
cho bao nhiêu thì phải trả lại bấy nhiêu. Cho nên những gì mà anh chị em đang có này, tôi là đại gia, tôi có bao nhiêu là dự án, bao nhiêu là đất đai, bao nhiêu nhà cửa, bao nhiêu tài sản, có phải của tôi đâu. Có phải của tôi đâu. Tôi cũng sẽ phải trả lại trước mặt Chúa về tất cả những gì tôi nhận được. Những cái đó anh sử dụng làm cái gì? Nuôi hết vợ nhỏ, rồi vợ bé, rồi vợ hai, vợ ba, vợ bốn à? Rồi thì những đất đai đó có biết rằng bao nhiêu là xương máu của những người đã đổ ra, vơ vét của họ có biết không? Không có dễ sống, dễ mà ăn đâu. Phải trả lẽ trước mặt Chúa. Vì tất cả những gì mình đang có, đang được hưởng thụ đấy nè. Ông vua Ahab đó phải trả lẽ trước mặt Chúa, mà không trả lẽ được thì chó liếm máu. Bởi chính những gì mà ông gây ra thì ông phải lãnh nhận cái đó. Gieo cái gì thì phải gặt cái đó. Hoàng hậu Israel cũng vậy. Chó sẽ ăn thịt Israel trong cánh đồng Gitran. Tại chính cái nơi mà chiếm đoạt của người ta thì chó sẽ ăn thịt bà đó. Hoàng hậu ơi là hoàng hậu. Ông vua, làm vua mà nghe lời phụ nữ là chỉ có chết. Làm người lãnh đạo mà cứ suốt ngày nghe lời phụ nữ thì cũng tiêu thôi. Thôi, vui vẻ thì để đấy thôi. Chứ đừng có cái gì cũng nói hết với họ. Cái gì cũng chia sẻ hết với họ. Coi ngày họ đem họ bắn đứng mình đấy, đừng có tưởng. Càng làm lớn, càng là những người lãnh đạo. Cả đạo cũng như đời, hết sức cẩn thận trong chuyện đó. Cái mẫu gương của vua Ahab và hoàng hậu Israel còn sờ sờ trước mắt. Và trong lịch sử thế giới, bao nhiêu là ông hoàng, bao nhiêu là bạo chúa cũng chết chỉ vì phụ nữ mà thôi. Còn nhớ Triệu Đà không? Cái nỏ thần đó. Đấy, cuối cùng mà chạy công chúa chạy trốn thì thần hiện ra bảo là kẻ thù ngồi ngay sau lưng của nhà vua đó. Đó là chính cái người phụ nữ ấy đã phản mình, đã bán đứng mình. Có khi vô tình, có khi hữu ý. Nhưng mà phụ nữ mà, nếu mình không cẩn thận, nếu mình để cho họ điều khiển mình, nếu cái gì cũng nghe họ, chỉ có chết mà thôi. Chúa ban cho mình có lý trí, Chúa ban cho mình cái sự khôn ngoan. Tại sao không hỏi ý kiến Chúa mà đi hỏi người phụ nữ? Trả lời đi. Cái gì cũng phải đi hỏi người ấy làm cái gì? Cái gì cũng phải chia sẻ với người ấy làm cái gì? Cái gì cũng phải nhờ người ấy làm cái gì? Còn bao nhiêu người khác sao không nhờ? Chịu suy nghĩ đi. Người lãnh đạo Ahab đó, nghe Israel cho nên lãnh đủ như vậy. Chứ còn ông là đúng là ông có làm không? Không, ông chỉ mất ăn mất ngủ thôi. Giờ thôi, ông cho thôi, ngồi đó khóc. Vua tội nghiệp. Tội nghiệp thật đấy chứ, nhu nhược quá. Cùng nghe lời Israel mà. Nghe lời Israel mà, cho nên mới làm như vậy. Không hề có ai như vua Ahab đã liều lĩnh làm điều dữ trái mắt Đức Chúa vì bị hoàng hậu Israel xúi dục. Lời Chúa, Kinh Thánh ghi rất rõ. Không hề có ai như Ahab liều lĩnh làm điều dữ trái mặt Chúa vì bị hoàng hậu Israel xúi dục. Rồi làm chuyện rất ghê tởm là đi theo các tượng thần mà đã bị Chúa đuổi khuất mắt con cái Israel rồi. Thế nhưng ta thấy Chúa vẫn giàu lòng thương xót cho những người biết sám hối. Nghe những lời ấy, vua Ahab xéo mình ra, khoác áo vải bố, bám sắt vào thịt, ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não. Biết lỗi mình rồi, sám hối. Thì Chúa nói rằng, ngươi có thấy Ahab đã hạ mình trước mặt ta thế nào không? Vì nó đã hạ mình trước mặt ta nên ta không giáng hạ trong buổi sinh thời của nó. Nhưng đến đời con nó, ta sẽ giáng họa xuống nhà nó. Vẫn phải trả. Vẫn phải trả. Đức công bằng. Nếu ta không trả đời này thì cũng phải trả đời sau. Không đời mình thì đời con cháu mình. Cho nên mới gọi là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Ông ăn mặn chưa mà nói to thế? Rồi à? Bây giờ lo mà làm ăn chay, bố thí, làm việc phúc đức làm lại đi để con mình nó đỡ.
gọi là cha mẹ hiền lành để phúc cho con. Bây giờ cha mẹ không hiền lành thì để gì? Để ác cho con thôi. Để ác cho con thôi. Thì thưa anh chị em và các bạn, lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở mỗi một người thêm, đó là anh em nghe luật dạy rằng yêu đồng loại và ghét kẻ thù, chuyện bình thường. Ơn đền ơn, oán trả oán, chuyện bình thường. Yêu đồng loại và ghét kẻ thù, chuyện bình thường. Nhưng thầy bảo anh em, những người đi vào con đường lòng thương xót, những người bước đi trong thương xót là những người mà yêu kẻ thù và cầu nguyện cho người ngược đãi mình. Yêu kẻ thù, tôi đã không nói thích, Chúa không nói thích. Nhìn cái mặt phát ghét à, tôi không có ưa, không có thích nó. Tôi không thích nó là khác, nhưng mà tôi vẫn yêu nó, tôi không coi nó là kẻ thù của tôi. Cao hơn nhiều, rất cao. Bản lãnh lắm mới làm như vậy, và như vậy mới đáng là con cái của Thiên Chúa. Con cái của Đấng mà làm cho mặt trời soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Nào, anh chị mình muốn làm con cái của ai giơ tay? Con của lòng thương xót giơ tay. Rồi, chúc mừng những con cái của lòng thương xót. Quay sang đứa mới chửi anh ấy, bắt tay nó một cái. Rồi tối nay về, lần một chuỗi lòng thương xót cho kẻ thù anh được không? Cái bà nói xấu chị đó, bà mà bà suốt ngày bà đem chị ra ngoài đường, chị ngoài chợ bà bán đó, tối nay về lần một chuỗi lòng thương xót cho. Tôi nhớ có lần tôi đi qua Paris, rồi đứng dưới tháp Eiffel chụp hình, đang say sưa chụp thì một tên nó đi xe mô tô phóng vù ngang qua, nó giật cái túi tôi đang đeo. Nó tưởng là trong túi có cái gì, mà thực sự trong túi có cái passport, có mấy đồng tiền này đi xe. Cái bà sơ, bà đi chung trong nhóm mà bà lao bà giữ lại. Rồi cái anh chàng đi bên cạnh tôi hét lên, cướp, cướp. Người bên nước Pháp mà cứ cướp cướp tiếng Việt nó hiểu cái khỉ gì đâu. Mà cứ là toán lên thôi, tôi phản ứng như thế thôi. Rồi cuối cùng thì anh chàng kia lại anh xô nó. Thì nó sợ té, nó mới buông cái giỏ ra. Và sơ bà dứt lại được, nó phóng đi mất. Phóng đi mất xong, hoàn hồn trở lại, nói với nhau, đọc cho anh ta một kinh kính mừng. Nó lời không? Lời quá, nó không cướp được tiền nhưng mà nó lại được ba kinh kính mừng. Ba người đọc ba kinh kính mừng. Nó tập một cái phản ứng như vậy. Tập một cái phản ứng như vậy. Cho nên có những lần anh em đem mấy cái túi, đem sách với máy đi, rồi bị móc túi rồi bị dịch. Trai đang đi phát nó về, nó lấy sạch máy với sạch sách rồi. Bảo tạ ơn Chúa, sao vậy? Thế nào về nó cũng đọc, thế nào về nó cũng nghe. Biết đâu nó được ơn ăn năn trở lại thì sao? Giống như tên trộm này. Giờ phút cuối cùng thì ngay hôm nay ta cho ngươi được ở trên thiên đàng với ta. Vậy thì sao? Cho nên là thưa anh chị em, mình tập bước đi trong thử soát, điều đầu tiên là chúng ta về nhớ lại coi ai đang là người mà tôi ghét nhất. Ai đang là người mà ghét tôi nhất? Hãy cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện cho kẻ làm hại mình. Lúc mà tôi rời giáo điểm tin mừng, ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho những người hại tôi như thế. Ngày nào tôi cũng lần khẩn xin lòng thương xót Chúa. Mà khi tôi cầu nguyện cho họ như vậy thì tôi được ơn trước. Tôi không biết họ có được hay không được thì chuyện đó của Chúa với họ. Nhưng tôi được ơn là tôi bình an tâm hồn. Tôi được ơn là tôi không có mất ăn, mất ngủ. Tôi được ơn là tôi không bị stress, không bị trầm cảm, mà vẫn vui vẻ, khỏe mạnh. Nãy mới gặp cả chục người mới tỉnh đến. Ô cha Long, cái này cha khỏe quá, cái này cha trẻ quá, không có đen, không có xấu, không có vất vả như hồi ở giáo điểm tin mừng. Nói tạ ơn Chúa. Điều đầu tiên mà tôi được là chính tôi được sự bình an. Ai ghét gì thì ghét, ai hại gì thì hại. Ai hạ mình xuống thì hạ, ai muốn phá công trình mình như thế nào, tôi vẫn cứ lạy Chúa xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Trong đó có tôi, có người anh em đang hại tôi. Mời anh chị em cùng lấy cuốn kinh nguyện lòng Chúa thương xót, hát bài Trông cậy Chúa.
vẫn trông cậy Chúa dù cuộc đời có thế nào, dù người ta có ghét bỏ mình, dù người ta có thù hằn mình, dù người ta có nói hành nói xấu mình, dù cuộc đời mình có như thế nào, vẫn cứ một lòng lạy Chúa Giêsu. Con tin thác vào Chúa. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những anh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ánh tin vui. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên bờ yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Mời anh chị em lấy kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, Ngài là nguồn suối ân, ban ơn thiêng của Chúa đến gian trần. Lạy Chúa, Ngài bảo con bước theo, loan tin vui của Ngài cho thế giới, đem yêu thương ngầm tràn muôn khắp chốn, gieo hân hoan vào lòng người đau khổ, để đem tin mừng phúc âm của Ngài, để đón nhận hồng ân. Lạy Chúa, Ngài đã từng rửa chân tim Ngài, ban phát nguồn tình yêu.
Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 14 tháng 6, Thánh Metodio thứ nhất, Thánh Augustino Huy, Nicola Thể và Đa Minh Đạt. Quân nhân từ đạo. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 14 tháng 6, Thánh Metodio thứ nhất, Thánh Augustino Huy, Nicola Thể và Đa Minh Đạt. Quân nhân từ đạo. Thánh Metodio thứ nhất. Thánh Metodio sống vào thế kỷ thứ 9. Ngài được sinh ra và lớn lên ở Sicily. Metodio được lãnh nhận một nền học vấn rất xuất sắc và Ngài muốn có một địa vị xứng hợp với trình độ của Ngài. Metodio quyết định chạy tàu tới Constantinople để tìm một công việc quan trọng tại triều đình nhà vua. Trong chuyến hải hành, Metodio gặp một tu sĩ thánh thiện và vị này đã chia sẻ với Ngài về những điều bí nhiệm. Tất cả mọi vấn nạn về Thiên Chúa và đời sau thấm nhập vào tâm trí Metodio. Vị tu sĩ giúp Metodio nhận thấy rằng để tìm được niềm vui đích thực trong cuộc sống thì phải hiến dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa trong bậc sống tu trì. Vì thế, khi đến Constantinople, Metodio đã từ khất cung điện và thay vào đó, Metodio đã vào ẩn thân trong một đan viện. Ở Constantinople, các Kitô hữu đang gặp phải những vấn đề khó khăn. Một số người cảm thấy rằng thật sai lầm khi có các bức vẽ đạo đức và các ảnh tượng Chúa Giêsu. Họ nghĩ lầm rằng giáo dân cầu nguyện với các bức tranh hoặc ảnh tượng chứ không phải với đấng mà các tranh ảnh biểu thị. Đã xảy ra cuộc ẩu đả gay gắt và nhà vua cũng liên quan đến vụ này. Ông đồng ý với những người nghĩ rằng các bức vẽ và ảnh tượng là chuyện xấu. Ngược lại, Thánh Metodio không đồng ý với nhà vua. Ngài hiểu được lý do tại sao các Kitô hữu cần đến các ảnh tượng. Rồi người ta đã chọn Metodio tới Roma để xin Đức Thánh Cha làm sáng tỏ vấn đề này. Khi Metodio trở về, nhà vua đã trừng phạt ngài với án lệnh 7 năm tù vì cái tội dám bất đồng ý kiến với nhà vua. Thánh Metodio chấp nhận cảnh tù đầy tăm tối và ẩm thấp, nhưng ngài không để cho tinh thần của mình bị đè bẹp. Ngài biết rằng Chúa Giêsu có ý dùng các nỗi đau khổ của Ngài để giúp đỡ giáo hội. Sau cùng, vào năm 842, Hoàng đế băng hà. Hoàng hậu Theodora lên nắm quyền cai trị bởi vì con trai của bà còn quá nhỏ. Theodora có quan niệm khác với quan điểm của chồng. Bà cho rằng người ta nên được tự do sử dụng các bức vẽ, ảnh tượng Chúa Giêsu và tranh ảnh đạo đức nếu họ muốn. Metodio thứ nhất và những người đã phải chịu đau khổ suốt một thời gian dài cảm thấy rất sung sướng. Giờ đây họ đã được tự do. Một trong số những người đã làm cho Metodio thứ nhất đau khổ nhất đã bị hoàng hậu trục xuất khỏi xứ sở. Sau đó, Metodio thứ nhất làm thượng phụ giáo chủ Constantinople và giáo dân rất yêu mến ngài. Thánh Metodio thứ nhất viết nhiều bài tiểu luận rất hay
về các lĩnh vực thần học và đời sống thiêng liêng. Ngài cũng viết nhiều chuyện về các thánh và thơ ca. Sau 4 năm làm thượng phụ giáo chủ, Thánh Methodius thứ nhất đã qua đời nhằm ngày 14 tháng 6 năm 847. Thương chém và các bạn, Thánh Methodius thứ nhất đã khởi đầu sự nghiệp bằng việc tìm kiếm danh vọng, địa vị và của cải. Rồi Ngài nghe theo vị tu sĩ thánh thiện và chọn lấy cho mình một cuộc sống đầy khó khăn. Khi được quyền tự chọn, ngay cả trong những điều thật nhỏ bé, thương xem và các bạn, chúng ta có thể dâng lịch lên một lời nguyện đơn sơ với Thánh Methodius thứ nhất để xin Ngài ban cho ta sự khôn ngoan, biết chọn lựa điều tốt nhất. Điều tốt nhất đó là hạnh phúc đời đời, chứ không phải hạnh phúc đời này. Điều tốt nhất đó là vinh quang Thiên Chúa, chứ không phải vinh quang cá nhân mình. Mà sở dĩ Methodius thứ nhất thay đổi được một cái lựa chọn đúng đắn nhờ tác động của một vị tu sĩ thánh thiện. Ước mong gì mỗi một người chúng ta qua đời sống thánh thiện đạo đức của mình, qua đời sống của những người bước đi trong thương xót, chúng ta cũng làm cho những người gặp gỡ chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Họ đang là người chưa biết gì đến lòng thương xót Chúa, mà khi gặp ta, họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Điểm thứ hai nữa là Methodius thứ nhất dám bảo vệ cho sự thật. Sự thật ấy là Chúa đã nhập thể làm người, cho nên có tượng ảnh các thiên ảnh Chúa Giêsu và các thánh. Nên nhớ rằng chỉ có ảnh tượng Chúa Giêsu mà thôi, ngôi thứ hai Thiên Chúa, chứ ngôi thứ nhất là Cha và ngôi thứ ba là Thánh Thần. Ta không được tạc vẽ ảnh tượng của ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba, vì là một Thiên Chúa vô hình. Thiên Chúa vô hình ấy đã nhập thể nơi ngôi hai Thiên Chúa, xuống nhập thể làm người để chúng ta nhận biết một Thiên Chúa làm người là Đức Giêsu Kitô, cho nên có ảnh tượng của Chúa Giêsu. Và ngay cả ảnh lòng thương xót Chúa thì chính Chúa Giêsu cũng nói với Faustina, truyền cho Faustina là nhờ họa sĩ vẽ lại bức ảnh lòng Chúa thương xót, và ai đến tôn kính, tôn thờ, cầu nguyện trước ảnh lòng thương xót Chúa thì ơn phúc Chúa trao ban. Mà ơn phúc Chúa trao ban không phải qua tấm ảnh, qua nét đẹp, nét vẽ của cây cọ, nhưng giá trị của tấm ảnh là ơn phúc Chúa trao ban khi mình đến, mình cầu nguyện trước tấm ảnh này với lòng tín thác, thì Chúa ban tràn đầy ơn phúc xuống cho mình. Vì thế, ta không chê bác việc tạc vẽ ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Trong công thức làm phép, lạy Chúa không chê bác việc tạc vẽ ảnh tượng các thánh của Chúa. Để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng ảnh tượng ấy, thì mỗi lần chúng con cũng dùng con mắt kiếc để suy niệm đời sống thánh thiện của các đấng mà bắt chước. Chúa con nài xin Chúa làm phép và thánh hóa ảnh tượng này. Công thức làm phép ảnh tượng rõ ràng như thế, thưa anh chị em. Cho nên chấp nhận thà tù đầy gian khổ nhưng vẫn bảo vệ chân lý và nói lên sự thật, bất chấp những người mà đi ngược lại với mình là vua, chúa, quan quyền hay quyền lực thế gian nào đi chăng nữa, sự thật vẫn là sự thật. Phải dám can đảm sống và bảo vệ sự thật. Những điều mình đã tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì ta dám sống chết với niềm tin ấy, cho dù những người chống đối lòng thương xót Chúa là quyền lực thế nào, là chức tước, là địa vị thế nào, không sợ, không ngại. Vì ta phải sống và nói lên sự thật, đó là về quyền năng lòng thương xót của Chúa. Không một ai có quyền lực nào mà chống lại được cái đó, vì điều đó là chính là ý muốn của Thiên Chúa, chứ không phải là ý muốn của con người. Thánh Augustino Huy, Thánh Nicola Thể và Thánh Đa Minh Đạt, quân nhân tử đạo. Vào ngày mùa hạ năm 1839, vua Minh Mạng rời hoàng cung đi dạo,
và quan sát dân tỉnh Huế. Mọi sinh hoạt phải tạm ngưng, mọi người phải dạt vào lề đường chờ xa giá vua đi qua mới được tiếp tục công việc. Bỗng xuất hiện hai người lính không thuộc đội cận vệ, tiến ra và quỳ rạp dưới kiệu rồng, hai tay nâng cao tờ sớ. Viên quan hầu nhận sớ trình vua xem. Tuy chỉ có thấy hai người lính, nhưng sớ ký tên ba người là ông Augustino Huy, ông Nicola Thể và ông Đa Minh Đạt. Sớ viết: cha ông chúng tôi đã theo đạo Gia Tô. Năm ngoái, các quan tra tấn ép buộc bước qua thánh giá. Chúng tôi đã miễn cưỡng làm theo chứ thực tâm không muốn. Nay chúng tôi xin tiếp tục giữ đạo để tròn chữ hiếu với cha ông chúng tôi. Đây là biến cố chính đưa đến cái chết anh dũng của các vị tử đạo mà chúng ta mừng kính. Gian lao thử thách là cơ hội quý giá cho người môn đệ làm chứng cho Chúa trước mặt người đời. Và kẻ nào bền chí đến cùng kẻ ấy được cứu thoát. Chính các thánh Augustino Huy, Nicola Thể và Đa Minh Đinh Đạt đã thực hành đúng lời Chúa, đã kiên trì bền chí chịu hình khổ đến cùng vì Chúa, nên đã được cứu thoát và lãnh triều thiên vinh hiển. Augustino Phan Viết Huy sinh năm 1795 tại làng Hạ Linh. Thuở bé có dâng mình cho Chúa, chuẩn bị làm thầy giảng, nhưng sau ra ngoài lập gia đình và tham gia quân ngũ được 10 năm. Nicola Bùi Đức Thể sinh năm 1792 tại làng Kim Trung. Tính đến ngày bị bắt, ông mới đi lính được 1 tháng. Và Đa Minh Đinh Đạt sinh năm 1803 tại làng Phú Nhai. Tuy ít tuổi nhất, nhưng ông đã tham gia quân đội được 12 năm. Tất cả là quân nhân tỉnh Nam Định dưới thời vua Minh Mạng. Cả ba đều nhiệt thành thờ kính Chúa và sống đạo đức lương thiện. Theo lệnh vua, các quan phải truy lùng khắp nơi, bắt hết người Công giáo. Ai chịu bước qua thập giá, bỏ đạo thì tha. Ai bất tuân sẽ bị tù đày hoặc bị giết chết. Lúc đó, quan tổng trấn tỉnh Nam Định là Trịnh Quang Khanh không lo thi hành lệnh vua, nên bị khiển trách và hăm dọa sẽ bị cách chức. Cho nên, Tổng đốc Trịnh Quang Khanh hoảng hốt, sợ mất quyền hành, mất chức tước, nên đâm ra oán ghét người Công giáo và thề quyết tất diệt họ. Từ đó, Trịnh Quang Khanh trở thành Hùng Xám tỉnh Nam Định. Công việc trước tiên ông làm là thanh lọc lại hàng ngũ quân đội. Biết rõ trong số các quân nhân dưới quyền ông có nhiều người theo Gia Tô tà đạo. Nếu không tận diệt họ trước, họ sẽ dung túng che chở cho người đồng đạo, và như thế ông sẽ không thi hành đúng lệnh vua. Dựa theo lý lịch, ông cho dọn đại tiệc thiết đãi hết các binh sĩ Công giáo trong tỉnh Nam Định. Có tất cả khoảng 500 người đến dự bữa tiệc này. Gần bên phòng tiệc, ông cho đặt sẵn một cây thánh giá với gông cùm xiềng xích đòn vọt. Tiệc vừa xong, ông mời mọi người sang phòng đó, chỉ cho họ xem. Một bên là thánh giá, một bên là các dụng cụ hành khổ, và dõng dạc tuyên bố: tôi biết anh em lắm, vì anh em lầm lạc mà theo Gia Tô tà đạo, chứ không phải vì anh em cố ý. Gia Tô tà đạo là thứ đạo mà Đức Vua đã cấm. Tôi thương anh em, muốn cứu anh em, vậy anh em hãy bước qua thập giá để được về với gia đình và được Đức Vua khen thưởng. Anh ngoan cố mà không chịu bỏ tà đạo sẽ gánh chịu các hình khổ ghê gớm kia.
Hỗn thầy, hôm đó chỉ có 15 người can đảm không bước qua thánh giá. Quan tổng đốc liền ra lệnh gông cùm và tống giam 15 người này vào ngục liên tiếp mấy ngày liền. Quan cho dẫn họ ra công đường tra tấn, đánh đập tàn nhẫn, buộc phải bước qua thánh giá. Vì đau đớn quá chịu không nổi, họ bỏ đạo từ từ. 15 người sau cùng chỉ còn lại có 3 ông, là ông Augustino Huy, ông Nicola Thể và ông Đa Minh Đạt. Còn bao nhiêu người kia đều nhát đảm chối Chúa bỏ đạo. Riêng ông Huy vì trước đây có lấy vợ nhỏ ở tỉnh, đêm hôm đó trốn ra ngoài xưng tội với cha Năng tại họ Phúc Đường và làm tờ cam kết bỏ vợ nhỏ rồi trở vào tù với anh em. Giai đoạn này Trịnh Quang Khanh đang bị ngưng chức. Tổng chống Lê Văn Đức tạm thay quyền đã cho lệnh đóng gông và đưa các ngài phơi nắng ở nơi công cộng suốt 21 ngày liền. 21 ngày liền đóng gông và phơi nắng ngoài chợ. Mọi người đi qua đều được tự do hành hạ sỉ nhục để cho các ông phải chối Chúa bỏ đạo. Nhưng quan đã thất bại. Quan tổng đốc thấy cực hình không lay chuyển nổi niềm tin sắt đá của 3 chiến sĩ dũng cảm này, liền cho gọi hết các kỳ lão ba làng Hạ Linh, Kiên Trung và Phú Nhai đến, bảo phải khuyên thế nào cho 3 ông lính này bỏ đạo, bằng không sẽ bị trừng phạt nặng nề. Họ hết sức năn nỉ khuyên lơn, nhưng 3 vị anh hùng của Chúa vẫn can đảm trung kiên. Quan liền ra lệnh đánh đòn các kỳ lão trước mặt các ngài. Thay vì đánh đòn 3 ông này thì đánh đòn các kỳ lão vì đã không khuyên bảo được 3 ông bỏ đạo. Thấy các kỳ lão bị đánh đòn đau đớn quá, các ngài cảm động, chịu khóa quá bỏ đạo. Ba ông vì thương những kỳ lão bị đánh đòn cho nên chấp nhận bỏ đạo. Thấy cái mưu mô đó mới thật thâm độc. Thà đánh đòn 3 ông ấy đi, ông còn chịu được. Bị đánh đòn những người già lão mà vì mình không bỏ đạo mà họ bị đánh đòn như vậy, chịu nổi hay không? Họ đành phải bỏ đạo. Một chút tình cảm đã làm cho 3 chiến sĩ anh dũng của Chúa sa ngã. Nhưng khi được trả tự do về nhà thì các ông Augustino Huy, Nicola Thể và Đa Minh Đạt cảm thấy áy náy trong lòng, lương tâm cắn rứt. Từ đó các ông vô cùng hối hận và cùng nhau trở lại tỉnh Nam Định, vào thẳng dinh quan tổng đốc tuyên xưng đức tin và thề quyết không chối Chúa bỏ đạo. Nhưng quan chỉ ra lệnh đánh đòn 3 ông rồi đuổi về. Một hôm nghe tin vua Minh Mạng ngự giá dạo chơi ở Huế, các ông đón đường và đệ đơn tuyên xưng đức tin lên vua. Đọc xong cái sớ ấy, vua nổi giận truyền tống giam các ông. Quan hỏi: sao có 2 người mà có đến 3 chữ ký? Thưa quan, anh Đạt cũng không chịu bỏ đạo, nhưng bận việc quân nên không thể theo chúng tôi được. Anh ấy dặn chúng tôi thế nào thì anh ấy cũng thể ấy. Các quan mới trình sự việc lên nhà vua. Sau đó, theo lệnh vua, quan bày trước mặt 2 ông 10 nén vàng và 1 tượng chịu nạn, 1 thanh gươm và hỏi: đây, cho tôi bày lựa chọn. Bước qua tượng thì được vàng, bằng không thì gươm sẽ chặt đôi ngươi ra, xác sẽ bỏ trôi ngoài biển. Hai ông bình tĩnh bày tỏ ý chọn gươm. Vua Minh Mạng nổi giận truyền viết bản án như sau:
Trước đây ta đã làm án tử hình, nhưng ta thường chẳng muốn giết, nào ngờ chúng đã mê dại chẳng biết sự thật lẽ phải. Ta đã mở lối cho chúng ăn năn chừa cải, song hai tên cố chấp theo gia tô tà đạo lại bỏ cả việc quân vào kinh nộp đơn. Thật là bọn kiêu ngạo, đáng khinh đáng ghét, chẳng thể để sống được nữa. Vậy hai tên tội phạm Phan Viết Huy và Bùi Đức Thể phải cho lính đem ra biển, lấy rìu lớn chặt ngang lưng rồi bỏ xác xuống biển, để ai nấy biết tỏ điều răn cấm này. Và ngày 13 tháng 6 năm 1839, hai ông Augustino Huy và Nicola Thể bị đưa ra biển. Họ đặt một cây thánh giá ngay trong thuyền để thử xem hai ông có đổi ý sợ chết mà đạp lên cây thánh giá hay không. Nhưng họ thất vọng. Họ trói hai ông vào cột chèo thay vì chặt ngang lưng. Họ chặt đầu trước rồi bổ thân ra làm bốn, ném xuống biển làm mồi cho cá. Còn ông Đa Minh Đạt, sau khi đi công tác lên tỉnh, ông thu xếp việc nhà, từ giã mọi người và chuẩn bị tâm hồn xưng tội rước lễ đón nhận cái chết. Vợ ông khóc lóc, ông lựa lời an ủi quả quyết: Chúa sẽ lo liệu cho mọi sự, bà đừng có lo. Tổng đốc Trịnh Quang Khanh bảo: Hai bạn ngươi vì rồ dại không chịu bỏ tà đạo nên đã bị chém làm tư quang xuống biển. Còn ngươi nếu khôn hồn thì chối bỏ thứ đạo đó đi, về với vợ con. Ông Đạt thưa: Thưa quan, tôi đã chịu nhiều cực hình vì đức tin, nay tôi sẵn sàng chịu thêm nhiều hình khổ khác nữa. Hai bạn tôi đã được phúc trọng, quan cứ chém tôi thành 8 khúc cũng được. Quan biết có đe dọa cũng không thành công, liền lập án gửi về kinh xin xử giáo. Ngày 18 tháng 7 năm 1839, ông Đạt theo lính ra pháp trường Bảy Mẫu. Ông bình tĩnh nghe đọc bản án, rồi quỳ gối thầm thí cầu nguyện. Chờ quân lính tháo gông, rồi ông nằm xuống. Lý Hình dùng dây siết cổ ông cho đến tắt thở. Tín hữu của làng Phú Nhai thương lượng với quan quân đem thi hài vị anh hùng tử đạo về an táng tại khu đất của người anh cả của ngài. Sau, hài cốt của ngài được lưu giữ tại nhà thờ Phú Nhai. Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 đã phong chân phước cho ba ông Huy, Thể và Đạt ngày 27 tháng 5 năm 1900. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn các ngài lên bậc hiển thánh. Amen. Sống đúng, sống đẹp.
Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Thứ ba, 14 tháng 6 2022, tập 119, từ số 1814. Số 1814. Hôm nay giờ dọn mình của tôi cũng ngắn ngủi. Một niềm tin mãnh liệt và sống động gần như xé toang bức màn tình ái. Sự hiện diện của Chúa thấu nhập tâm hồn tôi như tia sáng mặt trời xuyên qua pha lê. Vào phút giây được rước Chúa, toàn thể hữu thể tôi chìm đắm trong Người. Sự ngỡ ngàng và phục kính tràn ngập khi tôi được thấy uy linh cao cả Thiên Chúa đã cúi xuống với tôi là vực thẳm khốn cùng. Từ linh hồn tôi trào dâng một niềm tri ân sâu xa lên Đấng đã trao ban mọi ân sủng cho tôi, nhất là hồng ân được mời gọi để phụng sự một mình Người. Số 1815. Hôm nay trong giờ hiệp lễ, tôi muốn kết hợp với Chúa Giêsu bằng tình yêu hết sức mật thiết. Tôi khao khát Chúa quá nồng nàn. Dường như giờ phút linh mục cho tôi hiệp lễ sẽ không bao giờ đến. Linh hồn tôi lập tức rơi vào cuộc xuất thần vì quá khát khao Chúa. Số 1816. Khi tôi được tiếp đón Chúa vào lòng, bức màn đức tin bị xé toang. Tôi thấy Chúa Giêsu và Người phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, tình yêu con đã đền bồi cho Cha được sự nguội lạnh của rất nhiều linh hồn. Sau những lời ấy, tôi thấy chỉ còn một mình. Nhưng suốt ngày hôm ấy, tôi đã sống trong tâm tình đền tạ. Số 1817. Hôm nay, tôi cảm thấy vực thẳm khốn cùng trong linh hồn tôi. Tôi muốn đến với Chúa Giêsu Thánh Thể như một suối nguồn xót thương, và tôi dìm mình hoàn toàn trong đại dương tình ái này. Khi đón nhận Chúa Giêsu, tôi gieo mình vào lòng Người như một vực thẳm sâu nhiệm đầy thương xót vô tận. Càng cảm thấy mình khốn cùng, niềm tín thác của tôi nơi Chúa càng mãnh liệt. Trong tâm tình tự hạ, tôi sống trọn một ngày. Số 1818. Hôm nay, linh hồn tôi sống trong tâm tình thơ thảo. Tôi kết hợp với Chúa như con nhỏ với Cha hiền. Tôi cảm thấy hoàn toàn như một người con của Thiên Chúa. Số 1819. Khi đã đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi được hiểu biết sâu xa về Cha trên trời và tình phụ tử của Người dành cho các linh hồn. Hôm nay tôi sống trong niềm tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Tôi cảm tạ Thiên Chúa đã đoái thương nhận chúng ta làm nghĩa tử của Người qua ơn thánh. Số 1820. Hôm nay tôi muốn được biến đổi hoàn toàn và trọn vẹn trong tình yêu Chúa Giêsu và cùng với Người hiến mình cho Cha trên trời. Trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng trên bình thánh và Người phán với tôi: Cha đang ngự trong lòng con như con thấy Cha trên bình thánh này. Số 1821. Sau hiệp lễ,
tôi cảm nghiệm nhịp đập của trái tim Chúa Giêsu nơi trái tim tôi. Mặc dù từ lâu tôi đã biết Thánh Thể vẫn lưu lại trong tôi cho đến lần hiệp lễ kế tiếp, nhưng suốt ngày hôm nay tôi thờ lạy Chúa Giêsu trong lòng tôi và xin Người bằng Thánh Ân hãy gìn giữ các trẻ em cho khỏi những sự dữ đang đe dọa chúng. Một sự hiện diện sống động của Thiên Chúa ở với tôi suốt ngày. Đến thân xác tôi cũng cảm nhận được, nhưng không cản trở các việc phận sự của tôi. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa cùng với nhau đọc qua những trang nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina, từ số 1814 cho đến số 1821. Số 1814, Faustina cho thấy sự hiện diện của Chúa thấu nhập vào tâm hồn Faustina như tia sáng mặt trời xuyên qua pha lê. Và vào phút giây được rước Chúa thì toàn thể con người của Faustina chìm đóng trong Chúa và thấy được uy linh cao cả của Chúa cúi xuống với Faustina là vực khôn cùng. Và từ đó trào lên một niềm tri ân sâu xa lên Thiên Chúa đấng đã trao ban mọi ân sủng cho Faustina, nhất là hồng ân được mời gọi để phụng sự một mình Người. Mỗi khi rước Chúa, ước gì ta cũng cảm nhận được như thế, cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa tràn ngập trong mình và ngỡ ngàng khi thấy sự uy linh của Chúa, ngỡ ngàng vì thấy lòng thương xót Chúa quá bao la. Nơi bí tích Thánh Thể, một Thiên Chúa vô cùng thánh thiện lại cúi xuống với một con người tội lỗi như tôi, như chúng ta, là một vực thẳm khốn cùng. Từ đó mình mới trào dâng lên niềm tri ân được. Phải cảm nhận điều đó mới tri ân Thiên Chúa đã ban mọi ân sủng cho ta, nhất là ân sủng hồng ân cho ta được phụng sự một mình Chúa, như là những tông đồ của lòng Chúa thương xót. Số 1815, Faustina khao khát Chúa đến mức độ như thử là chờ đến lúc được linh mục cho rước lễ, như là không bao giờ đến vì lâu quá, chờ đợi mòn mỏi, khao khát Chúa quá. Vì Faustina muốn được kết hợp với Chúa một cách mật thiết, như người yêu mong gặp được người yêu, mà thấy giây phút chờ đợi nó dài dằng dặc. Chờ một giây nghe bằng thế kỷ dài, chờ một giây để được rước Chúa vào lòng mình, mà thấy cả một thế kỷ dài, như người yêu mong ngóng gặp được người mình yêu. Có bao giờ ta cảm nhận được điều đó hay không? Ta thấy mong đến giờ cơm, mong đến giờ nghỉ học, mong đến giờ lãnh lương, mong đến giờ được xuất cảnh, mong đến giờ được đi picnic, mong đến lúc được lên nhận lãnh phần thưởng. Ta mong ngóng cái đó và thấy nó dài dằng dặc. Trong khi đó, ta có mong ngóng được rước Chúa Giêsu Thánh Thể và cảm thấy thời gian chờ đợi nó dài dằng dặc như vậy hay không? Và khi được rước Chúa vào lòng, số 1816, thì bức màn đức tin bị xé toang. Và Chúa nói với Faustina rằng là tình yêu của con đã đền bồi cho ta sự nguội lạnh của rất nhiều linh hồn. Bao nhiêu linh hồn nguội lạnh với Chúa, bao nhiêu người khô khan, bỏ sinh tội, bỏ rước lễ, bỏ Chúa nhiều năm, nhiều tháng. Bây giờ ta bù đắp lại bằng cách nào? Bằng tình yêu ta dành cho Chúa. Chúa nói tình yêu con đã đền bùi cho ta được sự nguôi lạnh của rất nhiều linh hồn. Xin Chúa cho mỗi người được cháy lên ngọn lửa yêu mến Chúa để bù đắp biết bao nhiêu linh hồn khô khan nguội lạnh. Số 1817, Faustina cảm thấy được vực thẳm khốn cùng của mình và muốn đến với Chúa Giêsu Thánh Thể như một suối nguồn xót thương. Suối nguồn xót thương,
đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và dìm mình hoàn toàn trong đại dương này, đại dương xót thương này. Và khi đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là ta gieo mình vào lòng thương xót của Chúa như là một vực thẳm sâu nhiệm đầy thương xót vô tận. Và hãy như Faustina, thương chị em và các bạn, càng cảm thấy mình khốn cùng, niềm tín thác của ta nơi Chúa càng mãnh liệt. Ma quỷ thì luôn nói với ta rằng mình khốn cùng, mình tội lỗi, không xứng đáng với Chúa, không còn hy vọng gì nữa. Chúa chỉ có sự công bằng, công thẳng chứ không có xót thương. Và thấy mình khốn cùng như vậy, nhiều người đã bỏ Chúa, không dám đến với Chúa. Hãy nghe lại lời Faustina: càng cảm thấy mình khốn cùng, niềm tín thác của tôi nơi Chúa càng mãnh liệt. Số 1818, Faustina sống trong tâm tình kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể như là một đứa con nhỏ với cha hiền của mình, trong tâm tình thơ thảo và cảm thấy hoàn toàn như một người con của Thiên Chúa. Anh chị em hãy xin Chúa cho mình được cái ơn cảm nhận được mình là con của Chúa, một người con nhỏ bé, một người con hết sức ngây ngô khờ dại với cha của mình, là một Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Số 1820, Faustina muốn được biến đổi hoàn toàn và trọn vẹn trong tình yêu Chúa. Và khi thánh lễ, Faustina nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng trên bình thánh. Chúa nói với Faustina: ta đang ngự trong lòng con như con thấy ta ngự trên bình thánh này. Chúa ngự trong lòng ta như ta thấy Chúa ngự trong bình thánh. Và tâm lòng của ta là nhà trầu, tâm lòng của ta là bình đựng bình thánh, chứa đựng Chúa trong đó. Và khi ta kết hợp trọn vẹn với Chúa thì ta được biến đổi trong Chúa. Số 1821, sau khi rước lễ, Faustina cảm nghiệm được nhịp đập của trái tim Chúa Giêsu nơi trái tim mình. Anh chị em, sau khi rước Chúa vào, có cảm nghiệm được điều đó không? Có cảm nghiệm được rằng là nhịp đập của Chúa Giêsu ở trong trái tim của mình hay không? Một sự hiện diện sống động của Thiên Chúa ở với Faustina suốt ngày, đến thân xác của Faustina cũng cảm nhận được, nhưng không cản trở các việc phận sự của mình. Không phải mình kết hợp với Chúa, cảm nhận Chúa hiện diện trong mình rồi mình ngất ngây, mình không làm gì cả, cứ bảo là ngất trí, ngất ngây rồi quên hết sự đời. Nhưng đối với Faustina, một sự hiện diện sống động của Thiên Chúa ở với tôi suốt ngày, đến thân xác tôi cũng cảm nhận được, nhưng không cản trở các việc phận sự của tôi. Ước mong gì chúng ta cảm nhận được Chúa hiện diện ở trong mình và sống sự hiện diện của Chúa trong ta bằng cách chu toàn việc bổn phận hàng ngày của ta. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa cùng với nhau suy niệm cầu nguyện trên những trang nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, từ số 1814 đến số 1821. Giờ đây chúng ta cùng thinh lặng cầu nguyện cho mỗi người cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong mình, nhất là khi ta rước Chúa, để Chúa biến đổi ta, để ta cảm nhận được càng khốn cùng bao nhiêu thì càng tín thác vào lòng thương xót Chúa bấy nhiêu. Chúng ta cùng đọc 10 kinh trong chuỗi lòng thương xót Chúa: kinh cầu lòng thương xót của Cha và kinh tận hiến cho Chúa Giêsu, rồi lãnh phép lành và hát bài kinh lòng thương xót Chúa. Vì mùa khô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì mùa khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ân, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu ngôn Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn âm u một linh hồn tin thang. Lạy Chúa Giêsu là bàn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tôn, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa. Trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em ngày mai trong Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Vui xưa dặn dào trong suối nguồn yêu thương.